À, các em thân mến, thì hôm trước thầy trò chúng ta đang tìm hiểu cái tiết thứ nhất của bài Chiếc thuyền ngoài xa ở chương trình ngữ văn lớp 12. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu phần còn lại của bài này, thì thầy xin nhắc lại một chút cái kiến thức về tiết thứ nhất để các em có một cái nhìn thống nhất. Toàn bộ nội dung của phần thứ nhất mà hôm trước chúng ta đã tìm hiểu, nó xoay quanh cái mục A lớn, đó là cái cảnh bình minh trên biển, hay cũng có thể gọi một cho nó một cái tên, đó là hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng. Vậy thì ở đây ta thấy là do cái yêu cầu của trưởng phòng mà Phùng vốn là một người lính đã quay trở lại cái chiến trường xưa để chụp một cái bộ ảnh thuyền vào biển cho cái bộ lịch tháng 7 năm sau. Và sau rất nhiều lần phục kích thì cuối cùng Phùng đã chụp được cho mình một cái cảnh thuyền vào biển tuyệt đẹp vào buổi sáng. Và khi đứng trước cái cảnh thuyền vào biển tuyệt đẹp vào buổi sáng như vậy thì Phùng có xúc động và phát hiện thấy cái đẹp dường như có khả năng nó thanh lọc tâm hồn con người. Lần đầu tiên tác giả cảm nhận thấy được cái đẹp chính là đạo đức. Nhưng đằng sau cái bức tranh tuyệt mỹ tuyệt vời biển buổi sáng như vậy thì cái hiện thực cuộc đời, hiện thực cuộc sống lại diễn ra hoàn toàn đối lập ngay sau đó, một khoảng thời gian rất ngắn. Và toàn bộ những cái diễn biến bất ngờ đằng sau cái bức tranh tuyệt đẹp đó, cái hiện thực cuộc sống diễn ra trước sự chứng kiến của Phùng. Và Phùng đã rút ra một cái nhận định. Đối với chiếc thuyền khi nó ở ngoài xa thì nó là chiếc thuyền nghệ thuật, đó là nghệ thuật. Còn khi nó kéo lại gần cận cảnh thì đấy là hiện thực cuộc sống. Hiện thực cuộc sống thì đầy rẫy những điều ngang trái, đầy rẫy những điều trớ trêu. Và nhìn nhận cuộc sống, chúng ta không nên nhìn nhận nó một chiều mà phải nhìn nhận nó trong cái nhìn đa chiều. Còn nghệ thuật thì không thể tách rời cuộc đời. Nghệ thuật chân chính thì bao giờ cũng gắn bó với cuộc đời. Thì toàn bộ cái nội dung của tiết học thứ nhất ta xoay quanh cái phần đầu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu văn bản Chiếc thuyền ngoài xa ở cái nội dung thứ hai, đó là câu chuyện ở tòa án, tức là câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện. Người ta sang vận B lớn là câu chuyện ở tòa án. Thì cái câu chuyện ở tòa án này thầy có thể tóm tắt lại một cách ngắn gọn để các em có thể dễ dàng hình dung. Đó là không chỉ chứng kiến cái cảnh người đàn ông vũ phu bạo hành đánh vợ một lần, ngay hôm sau Phùng lại tiếp tục chứng kiến cái điều đó. Và đặc biệt khi ông chứng kiến cái cảnh là thằng Pháp đấy, nó cầm con dao ở trên tay, nó định hành hung cha nó và chị gái nó phải cố gắng giằng con dao để từ tay thằng Pháp, thì lúc này Phùng không chịu được nữa và anh đã lao vào để thực thi công lý bảo vệ người đàn bà hàng chài. Thì anh bị người đàn ông vũ phu, người chồng đánh cho phải nhập viện. Và sau đó tòa án huyện, mà cụ thể ở đây là anh bạn của Phùng, chạy án đầu, đã triệu người đàn bà hàng chài lên để thực hiện đúng cái chức trách của cơ quan nhà nước. Và cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án, cả đầu và Phùng đều lắng nghe đấy. Thì ta thấy đây là một người đàn bà có thể nói cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh. Chồng bị đánh đập một cách dã man, cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Hành hạ dã man như vậy, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Nhưng người đàn bà này nhất quyết không chịu bỏ chồng dẫu bị hành hạ. Cái câu nói của người đàn bà hàng chài này trước đầu và trước Phùng ta thấy đấy, con lạy quý tòa. Quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, nhưng đừng bắt con bỏ nó. Ta thấy rõ cái điều mà cả đầu cả Phùng đều ngạc nhiên. Mình bị hành hạ như vậy mà tại sao lại nhất quyết không chịu bỏ chồng. Đấy. Và anh không thể lý giải nổi, kinh ngạc đến mức nghẹt thở. Này, tại sao một người đàn bà lại có thể là chịu đựng được cái sự bạo hành dã man như vậy từ người chồng? Và cái lời tâm sự của người đàn bà hàng chài trong cái câu chuyện ở tòa án, ta thấy làm các chú thì tốt, tức là các chú muốn làm một cái việc đó là giải thoát cho người đàn bà. Ở đây mới nói là đầu và Phùng đấy. Làm các chú thì tốt, nhưng các chú đâu có phải là người làm ăn. Mà vì không phải là người làm ăn, cho nên các chú đâu có hiểu được cái việc của các người làm ăn lam lũ khó nhọc, tức là thiếu cái hiện thực quốc tế, chỉ bám vào những cái sách vở thôi, thiếu cái thực tế thì không thể nào hiểu được cái vất vả lam lũ khó nhọc. Và cuộc đời của người đàn bà này đã được tái hiện qua cái lời kể ở tòa án. Trước đây cũng không có nỗi xấu lắm đâu, nhưng mà qua một trận đậu mùa thì hệ quả của việc mắc bệnh đậu mùa như vậy thì người đàn bà này trở nên xấu xí, rỗ mặt, không ai lấy. Và vì cái bi kịch cuộc đời người con gái trở nên xấu xí như vậy, không ai lấy, nên đã chót có mang với một anh con trai
của một nhà hàng chài vẫn đến nhà người đàn bà này để mua bà về để đánh lưới. Và lão chồng trước đây, cái khi mà đã còn thanh niên đấy lấy cái đàn bà này đấy, là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi cả. Bản chất của người đàn ông trong cách nhìn nhận của người đàn bà hàng chài ban đầu là một chàng trai hiền lành nhưng cục tính. Và cái nguyên nhân dẫn đến cái khổ đau, cái bi kịch mà bây giờ bà đã mắc phải, bà không đổ lỗi cho ai mà nhận về mình. Đặt ra một giả thiết là giá như tôi để ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn. Nhưng cuối cùng vẫn chốt lại là cái lỗi chính là đám đàn bà trên thuyền để nhiều quá, mà thuyền thì lại chật. Và vào những ngày gió bấc, tức là những ngày mà gió mùa đông bắc thổi đấy, thì ông trời làm biển động suốt hàng tháng, không đi ra khơi đánh lưới được. Thì cả nhà, vợ chồng, con cái phải toàn ăn cây xương rồng luộc để chấm muối. Và trước cái băn khoăn của đầu của Phùng là về cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những người dân sống ở nghề chài lưới trên biển đã được cấp đất. Nhưng cái cấp đất cho những người chài lưới trên biển, rõ ràng cái chính sách này nếu xét ở góc độ ban đầu là tốt đẹp thực sự, nhưng nó lại thiếu thực tế. Bởi những cách nói của người đàn bà hàng chài để thấy được cái sự hiểu biết thực tế nó rộng như thế nào. Làm nhà trên đất, ở một chỗ thì làm sao có thể làm được cái nghề sống ở thuyền lưới vó trên biển. Ngư dân sống ở nghề lưới vó trên biển suốt ngày, suốt đêm lên trên trên biển thì làm sao có thể làm nhà cố định ở trên đất được. Đấy. Và vì lý do là đẻ nhiều quá, mỗi một gia đình có đến hàng chục đứa con, nên ông chồng cảm thấy bất lực trước cái hoàn cảnh cuộc sống. Khổ quá nên cứ thế bất kỳ lúc nào khổ quá thì lại lôi người đàn bà ra đánh. Đấy. Nó cũng giống như những người đàn ông ở thuyền khác. Những người đàn ông ở thuyền khác khi bị ức chế, khi bị cuộc sống đói khổ nó đè nặng thì người ta tìm đến rượu để giải khuây. Nhưng người đàn ông trong cái câu chuyện này lại không tìm đến rượu để giải khuây, mà lấy cái việc đánh đập vợ để mà giải tỏa những áp bức. Và giá như là uống rượu thì tôi còn đỡ khổ. Ban đầu thì người đàn bà này để cho ông chồng vũ phu còn đánh đập ở trên thuyền, nhưng sau này cái con gái lớn lên thì mới xin được lão đưa tôi vào bờ mà đánh. Và trước cái câu chuyện người đàn bà hàng chài như vậy, cực khổ như vậy, hành hạ như vậy mà nhất quyết vẫn không bỏ chồng, thì cả Phùng và Đầu đều phải thốt lên: không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Đấy. Và cái nguyên nhân dẫn đến cái bi kịch, cái lỗi dẫn đến cái bi kịch mà bây giờ người đàn bà đang gánh chịu, bà không đổ lỗi cho ai cả, bà đổ lỗi cho chính mình. Cái lỗi chính là do mình đẻ nhiều quá. Và một phần nữa, chính cái hiện thực cuộc sống bằng nghề lưới vó trên biển nó bấp bênh như vậy, nên một mình người đàn bà hàng chài, một mình người phụ nữ sẽ không thể nào có thể đủ sức để đảm đương cái việc là nuôi nấng một sắp hàng chục đứa con như vậy. Nên trong thực tế, dù bị hành hạ vũ phu thì đám đàn bà ở trên thuyền nói chung, người đàn bà nói riêng, vẫn rất cần phải có một người đàn ông để chèo chống lúc phong ba bão táp. Để rồi cùng làm ăn để nuôi nấng đặng một sắp con, nhà nào cũng trên dưới một chục đứa. Và cái triết lý về cuộc sống, cái quan điểm về cuộc sống, cái trách nhiệm của người phụ nữ đấy, được người đàn bà kể trong câu chuyện ở tòa án, đó là đàn bà ở trên thuyền thì không thể có một cuộc sống riêng tư lo lắng cho mình như người đàn bà ở trên đất được, mà phải sống cho các con. Và ở trên thuyền không phải lúc nào nó cũng chỉ có những cái cơ cực, không phải lúc nào cũng có những cái nỗi uất ức, không phải lúc nào cũng có những cái hành động là đánh đập, dã man, bạo hành, mà cũng có nhiều lúc vợ chồng con cái sống hòa thuận, vui vẻ, và vui nhất là lúc được ngồi nhìn đàn con nó được ăn no. Từ cái câu chuyện đó thì Đầu rời khỏi chiếc bàn xếp đến phát ngốn lên các chồng hồ sơ giấy má, đi đi lại lại trong phòng, và có một cái gì đó nó vỡ ra trong đầu của vị bao công Phùng Biển. Và Phùng suy nghĩ cái tình thương con cũng như nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc hiểu thấu các lẽ đời mà dường như người đàn bà này chẳng bao giờ để lộ rõ rệt ra bên ngoài cả. Bên ngoài cái dáng vẻ bề ngoài là xấu xí, là thô kệch, mệt mỏi như vậy, là một con người thấu hiểu lẽ đời. Vậy thì từ cái câu chuyện ở tòa án, có thể tóm tắt lại một cách ngắn gọn như vậy cho các em, này, ta có thể thấy rất nhiều những vấn đề đã được liệt kê, đã được kể ra,
mà trong đó trước hết là cái câu chuyện về gia đình của người đàn bà hàng chài. Một chỗ em lưu ý về câu chuyện của gia đình người đàn bà hàng chài. Thì ở đây ta thấy người đàn bà hàng chài chục đứa con, nhưng trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu chỉ yếu đi vào khắc họa ba nhân vật, và nhân vật trước hết là người đàn bà. Vậy đây ta lưu ý một chút, bà sống bằng nghề lưới vó, và đã sống bằng nghề lưới vó lênh đênh trên biển thì không nhà cửa, sông quê không quê hương, phải nuôi một lúc hàng chục đứa con, và đặc biệt vào những cái vụ bấc, tức là gió mùa đông bắc lên thì thuyền không ra biển được, đói khát cả nhà phải ăn xương rồng luộc chấm muối để vượt qua cái đói. Vậy thì ta có thể thấy cái cuộc sống của người đàn bà hàng chài, các em lưu ý cái điểm thứ nhất, cuộc sống người đàn bà hàng chài ta thấy không phải là một cuộc sống ổn định, mà là một cuộc sống bấp bênh thực sự. Bấp bênh nó thể hiện trước hết ở chỗ bà sống bằng nghề lưới vó, cái nghề lưới vó trên biển cả ngày và đêm, ta thấy phải lênh đênh để vì công cuộc mưu sinh, rồi không nhà cửa, không quê hương. Có khi bà phụ bấp thì hàng tháng toàn phải ăn xương rồng luộc ở chấm muối. Các em thấy một cuộc sống cực nhọc, đói khổ triền miên. Cuộc sống của người đàn bà hàng chài đúng là bấp bênh, là cực nhọc, đói khổ triền miên. Nhưng bên cạnh cái cuộc sống bấp bênh, cực nhọc, đói khổ triền miên như vậy, cuộc đời cũng không lấy gì làm hạnh phúc. Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, bị chồng đánh đập một cách dã man. Và cứ bất kể lúc nào khổ quá thì lão chồng lại xách ra đánh. Ta thấy nó không chỉ bấp bênh mà còn có một cuộc sống đầy những đau khổ. Cái đau khổ thể hiện trước hết ở chỗ ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, đánh đập theo lịch như vậy, ta thấy như thế này. Rồi bị đánh bất kể lúc nào, cứ khổ quá là đánh, không cần lý do, ta thấy như vậy. Nên cái bi kịch thứ hai trong cái cuộc sống của người đàn bà hàng chài đó là bị chồng bạo hành. Đói khổ rồi lại bị bạo hành nữa, ta thấy đúng là ngang trái. Nhận xét về cuộc sống người đàn bà hàng chài, ta có thể khẳng định bà có một cuộc sống vừa đau đớn vừa tủi nhục đến cùng cực. Đau đớn và tủi nhục đến cùng cực. Nhưng phẩm chất thì lại khác. Khi các con còn nhỏ thì bà để cho chồng đánh ngay ở trên thuyền, nhưng khi các con lớn lên rồi thì xin được đưa vào bờ để đánh, không muốn đánh trước mặt các con, tức là không muốn các con bị tổn thương. Rồi ý thức được cái đám đàn bà ở trên thuyền chúng tôi thì không phải sống một mình được, mà phải cần người đàn ông để chèo chống, để chèo lái những lúc phong ba bão táp. Cái phong ba ở đây ta hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đấy, phong ba bão táp đấy là sóng gió trên biển những lúc trời, nhưng cũng có thể đấy là những vất vả, những khó khăn trong cuộc sống mà một mình người phụ nữ không thể nào có thể đảm đương hết được. Tục ngữ ta có câu là trâu yếu còn hơn khỏe bò. Chồng được ví như con trâu đấy, dù yếu nhưng cái tiếng nói bao giờ cũng có trọng lượng hơn, vì là trụ cột trong gia đình. Ta thấy như vậy, ý thức được về một gia đình có đủ cả cha, có đủ cả mẹ để rồi cùng làm cái việc đó là giáo dục con cái. Đấy. Và cái quan trọng nhất là cần một người đàn ông trong gia đình đấy để chèo chống con thuyền những lúc phong bão bão táp. Và cái quan trọng nữa đấy, đó là gì ạ? Là làm ăn để nuôi nấng một đăng nhà nào đã đấy hàng chục đứa con, cần chồng để chung tay vào các việc là nuôi dạy con cái đấy, và nhận lỗi về mình, ý thức được cái trách nhiệm của mình. Đàn bà trên thuyền là phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được. Thầy nhắc lại là những cái điểm mà bà đã kể cho Độc và Phùng nghe trong câu chuyện là toàn. Và nhận thấy ở trên thuyền không phải lúc nào cũng chỉ có khổ đau, cũng có những lúc vợ chồng gia đình sống hòa thuận, và có lẽ vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con chúng được ăn no, là chất chiêu từng chút hạnh phúc một, nâng niu từng chút hạnh phúc một. Hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không phải hạnh phúc cho mình, hạnh phúc là hướng về con cái. Vậy thì đến đây ta thấy được cái phẩm chất của người đàn bà hàng chài bên cạnh cái yếu tố cuộc đời. Phẩm chất có thể nói hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của người mẹ Việt Nam. Ta thấy yêu thương con, mẹ nào mà chẳng yêu thương con, đúng không ạ? Ở đây cái tình yêu thương con đó nó thể hiện từ những hành động rất nhỏ. Cái hành động đó ta thấy trước hết ở chỗ là đưa chồng, xin chồng được đưa lên bờ để đánh.
xin chồng được đất nước bờ để đánh, để không muốn các con nhìn thấy, có nghĩa là không muốn các con bị tổn thương, không muốn các con nhìn thấy được cha mình là người tàn bạo hành hạ mẹ mình. Đấy, rồi nhất quyết không bỏ chồng. Chồng hành hạ như vậy 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, nhưng nhất quyết không bỏ, không bỏ chồng, bởi vì để cùng nuôi hàng chục đứa con khôn lớn, cần người đàn ông để chèo lái con thuyền những lúc phong ba bão táp. Đấy. Và một điểm nữa trong cái phẩm chất của người đàn bà hàng trải, đó là yêu thương con, rất yêu thương con. Bà không sống cho mình, sống cho con. Người đàn bà ở trên đất thì còn có thời gian để chăm lo cuộc sống cho mình, còn người đàn bà trên thuyền thì phải sống cho con, chứ không thể sống cho mình giống như người đàn bà ở trên đất được. Và cái niềm vui, như thầy đã nói, không phải là niềm vui dành cho mình, mà là niềm vui dành cho con. Vui nhất là khi được nhìn đàn con, chúng nó được ăn no. Các em biết là cái cuộc sống bằng nghề lưới vó ở trên biển này, nó bấp bênh. Biển lặng, trời êm, thì có thể đánh bắt được nhiều, cuộc sống nó đủ hơn. Nhưng ở trên biển thì các em thấy, trời yên biển lặng không phải lúc nào cũng vậy. Có những lúc phong ba bão táp, rồi nuôi một lúc hàng chục đứa con. Ta thấy bây giờ trong xã hội hiện đại, các em thấy là có những bà mẹ, kể cả gia đình chúng ta thôi, nuôi 2-3 đứa con, ta thấy vất vả lắm. Lúc nào mẹ cũng kêu, bố cũng kêu cả, cũng ngồi xỉn đến nuôi hàng chục đứa con, vất vả lắm. Các em thấy như vậy. Nên cái niềm vui mà người đàn bà hàng trải này chất chiêu không phải là niềm vui cho mình, niềm vui cho con. Vui nhất là khi nhìn thấy đàn con chúng nó được ăn no. Vậy thì cái hạnh phúc của bà đơn sơ quá. Hạnh phúc là khi thấy con được vui vẻ, con được ăn no. Qua đó ta thấy được một cái tình mẫu tử đẹp đẽ, một sự bao dung vô bờ bến. Cái tình mẫu tử đẹp đẽ ở người đàn bà hàng trải này, nó không còn là tình mẫu tử của riêng một nhân vật nữa, mà nó trở thành cái biểu tượng cho cái vẻ đẹp của người mẹ Việt Nam. Người mẹ Việt Nam ta thấy yêu thương con hết mực. Ngay trong cái bài ca sao quen thuộc thôi, con cò mà đi ăn đêm để ta thấy hy sinh tất cả cũng vì con cái mà thôi. Thấy cái phẩm chất của người đàn bà đẹp như vậy, một tình mẫu tử đẹp đẽ và sự bao dung vô bờ bến. Nhưng không chỉ có cái tình yêu thương con, ở đây còn có cả cái tình nghĩa để dành cho người chồng, người đàn ông vũ phu gắn bó với mình nữa. Ta thấy đấy, vì mình xấu, rỗ mặt không ai lấy, nên đã có mang với anh con trai một người hàng trải khác, vẫn hay thường đến nhà mình mua bà về để đi đánh cá, đánh lưới. Và trước đây khi mới lấy mình thì đó là một anh con trai cục tính, nhưng hiền lành lắm và không bao giờ đánh đập tôi. Thấu hiểu được cái bản chất thực của người chồng, một người hiền lành thực sự, cục tính thôi. Còn cái xấu bây giờ không phải là bản chất. Đấy. Và cái xấu bây giờ đấy, cái hung bạo bây giờ đấy, nó xuất phát từ cái áp lực cuộc sống quá ư là vất vả. Giá như tôi để ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn chẳng hạn, nhưng cái lỗi chính dẫn đến cái bi kịch là đám đàn bà ở trên thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền thì lại chật. Và mỗi khi vào vụ bắc, trời làm biển động suốt cả tháng, thì cái cuộc sống đói khổ lại hiện hữu ra trước mắt. Cả nhà toàn phải ăn xương rồng, chấm muối luộc để thay cơm. Vậy thì ở đây, bên cạnh cái nét phẩm chất của người đàn bà đấy, cái lòng yêu thương con đấy, còn là người phụ nữ sống có nghĩa tình. Cái sống có nghĩa tình thể hiện trước hết ở chỗ là không bỏ chồng. Không bỏ chồng bởi vì thế nào? Bởi vì thấu hiểu và thông cảm với chồng. Bản chất của chồng không xấu, chồng là một người hiền lành, tốt bụng, không bao giờ đánh đập mình cả. Nhưng cái áp lực cuộc sống lớn quá, nó khiến cho anh trở nên độc dữ như vậy. Thấu hiểu và cảm thông với cái bi kịch mà người chồng cũng đang gánh chịu giống như mình. Đấy, thôi đó ta thấy đúng là một người đàn bà sâu sắc thực sự. Sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời. Thấu hiểu được cái trách nhiệm của mình đối với con cái. Phải sống vì con chứ không phải sống vì mình. Nhận một phần trách nhiệm dẫn đến cái bi kịch mà mình đang gánh chịu. Không đổ lỗi cho ai cả. Mình có phần trong đó. Và hoàn toàn cảm thông với chồng, với người đàn bà sâu sắc. Đấy. Và đằng sau đó là một người vợ nhẫn nhịn và vị tha. Yêu thương con hết mực, nhẫn nhịn và vị tha. Từ đó ta có thể thấy, người đàn bà hàng trải hiện lên ở đây là một người sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời, nhân hậu và vị tha. Người đàn bà là người sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời, nhân hậu và vị tha. Và đằng sau đó, ta có thể thấy, trong cách miêu tả của nhà văn Nguyễn Minh Châu, trong cách cảm nhận của cái nhân vật nghệ sĩ Phùng trong tác phẩm, người đàn bà này có thể coi là một hạt ngọc ẩn giấu trong những lấm láp đời thường, mang một vẻ đẹp bình dị. Cái vẻ đẹp bình dị đó, nhưng không phải bình dị
ở mức độ tầm thường, bình dị ở cấp độ quý hiếm, ngọc là đẹp và hạt ngọc đẹp ẩn giấu trong những lấm láp của cuộc sống đời thường. Ta sang phần B nhỏ về người đàn ông. Thì người đàn ông, những cách nói của người đàn bà hàng chài ban đầu không phải anh ta là người xấu. Đấy. Anh ta là người tốt, hiền lành, cục tính và làm việc cật lực để nuôi gia đình mình. Quần quật cả ngày lẫn đêm cùng với vợ để chăm lo cho các con. Vậy thì cái làm việc cật lực để nuôi gia đình như vậy, nó thể hiện cái ý thức trách nhiệm của người cha và người chồng đối với gia đình mình, đối với con cái mình. Nhưng ta thấy cái lo toan, cái cật lực đó nó thể hiện một cái khía cạnh người đàn ông này cũng rất đáng thương chứ không hoàn toàn đáng trách. Đáng thương ở cái ý thức trách nhiệm với gia đình. Nhưng cái đáng trách ở đây đó là bất lực trước cảnh nhà quá túng quẫn. Mà vì bất lực trước cảnh nhà quá túng quẫn mà trở nên thô bạo, trở nên hung dữ. Cái chỗ này lại không còn là đáng thương nữa. Cái chỗ này lại trở nên đáng giận. Người đàn ông có cả hai nét, vừa đáng thương và đáng giận. Đáng thương khi ý thức trách nhiệm của mình lo cho con cái, vun vén cho gia đình. Nhưng đáng giận ở chỗ đứng trước cái khổ, bất lực mà trở nên độc dữ, thô bạo, đánh đập vợ con. Cái đấy là cái đáng giận. Vậy thì cuộc đời của người đàn ông cũng giống như người đàn bà thôi, cũng là cuộc đời đầy những bi kịch. Bi kịch nó đến từ cuộc sống, bi kịch đến từ cái đói khát, từ áp lực mà cuộc đời, cuộc sống đem lại. Một nhân vật nữa trong gia đình người đàn bà hàng chài mà thầy nhắc đến ở đây đó là thằng Phát. Có nói thằng Phát, một thằng bé tuổi mới lên 10 thôi, cái nhận thức về cuộc đời, nhận thức về cuộc sống vẫn đang còn non lắm, chưa có đủ cái nhẫn nhịn, chưa thấu suốt để hiểu được tại sao gia đình mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy ta thấy đối với cái nhận thức của một đứa trẻ, nó thấy mẹ nó bị hành hạ, nó phải bảo vệ, vậy thì tìm mọi cách bảo vệ mẹ. Đấy là cái tình thương mà nó dành cho mẹ nó. Đấy là biểu hiện rõ của cái tình thương mẹ, không muốn mẹ bị đánh đập khổ đau. Nhưng cái việc mà nó làm đó là nó căm thù cha nó. Nó thủ sẵn dao găm để sẵn sàng đánh cha bảo vệ mẹ. Cái việc con đã còn nhỏ mà đã làm cái việc đi ngược lại với đạo lý như vậy thì đấy lại là việc đáng trách. Mà đây ta có thể dùng một cái từ nó hơi hơi nặng một chút, đó là bất hiếu. Vì thương mẹ mà bất hiếu với cha. Những cái đó, những cái việc này nó diễn ra trước mắt của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phục. Và cái câu chuyện của tòa án khi bà kể thì Phùng và Đầu nghe mới hiểu ra được cái nguyên nhân, cái cội rễ đằng sau những cái việc làm, cái sự chịu đựng đến kinh ngạc đó là như thế nào. Và thì đến với thằng Phát, ta thấy nó thương mẹ và vì thương mẹ nên nó bất hiếu với cha, nên ta thấy nó lại vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Vừa đáng thương và vừa đáng giận, thương cho cái tuổi thơ của nó, thương cho cái tình thương mà nó dành cho mẹ nó, nhưng giận bởi cái cách lựa chọn việc làm thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ. Vậy cái việc làm như vậy nó dấy lên rất nhiều nỗi lo ngại các em. Tất trong xã hội hiện tại của chúng ta bây giờ, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái bi kịch diễn ra. Cái bi kịch đó nó đến từ cái việc là trẻ con nó sớm đối diện với cái bạo lực. Và khi nó sớm với bạo lực rồi, nó quen cái bạo lực rồi. Và khi nó quen nó bạo lực rồi thì các em thấy thế nào ạ? Nó coi cái việc đó nó bình thường lắm, nó không có gì đáng phải lưu tâm nữa. Các em thấy như vậy. Ta sang phần hai nhỏ, sự thức tỉnh của Phùng và Đầu qua cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện. Thì trước cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài tòa án huyện, cái sự thức tỉnh trước hết đến từ vị bao công của vùng biển, tránh án Đầu. Lúc đầu, khi nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài, thì không những Đầu và cả nhân vật nghệ sĩ Phùng của chúng ta nữa đều có chung một cái cảm xúc, đó là thân mật, đó là nhiệt tình, đó là hào hứng. Hào hứng trước cái việc là gì ạ? Giúp người đàn bà hàng chài thoát khỏi bi kịch, đưa ra một cái giải pháp, giải pháp rất sách vở, đó là gì ạ? Đó là ly hôn. Lúc đầu thì thân mật, nhiệt tình, hào hứng lắm với cái trách nhiệm bảo vệ công lý. Nhưng trước cái thái độ của người đàn bà hàng chài nhất quyết xin tòa là buộc tội tôi cũng được, bỏ tù tôi cũng được, nhưng đừng bắt tôi bỏ nó, thì lại chuyển từ cái thái độ thân mật nhiệt tình sang kinh ngạc. Kinh ngạc trước thái độ và sự kiên quyết của người đàn bà hàng chài. Ta thấy
cái nhìn của nhân vật đầu lúc đầu là cái nhìn phiến diện, giải quyết công việc một cách rất sách vở, nó đánh mình, nó hành hạ mình thì thế nào ạ? Giải quyết bỏ, tức là ly dị, tòa sẽ giúp ly hôn, cái nhìn phiến diện. Nhưng từ cái câu chuyện người đàn bà hàng chài kể ra tòa án, và thấy được bao nhiêu những cái sự chịu đựng của người đàn bà này, nó không phải là cái sự thiếu hiểu biết, mà lại là một người hiểu biết sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời. Đấy. Cam chịu, bởi vì không phải lo cho mình, lo cho tương lai của các con, tất cả cũng chỉ vì trách nhiệm đối với tổ ấm gia đình của mình. Thì tránh án đầu mới rời khỏi chiếc bàn xếp đến phát ngôn những chồng hồ sơ giấy má. Cái hồ sơ giấy má đấy đang biểu tượng cho cái lý thuyết, cho cái sách vở, áp dụng một cách cứng nhắc, nó thiếu tính linh hoạt. Đi đi lại trong phòng thì hiện sự suy nghĩ dày vò, và cuối cùng thế nào ạ? Vỡ ra được một cái gì đó trong đầu viện bao quân vũ huyện. Thì sau câu chuyện của người đàn bà hàng trải, đầu rời chiếc bàn đầy hồ sơ giấy má, rời khỏi những cái mớ kiến thức sách vở, những cái mớ kiến thức nó thiếu tính thực tế, và có một cái gì đó vừa vỡ ra trong đầu của đầu. Cái vỡ ra đó tức là cái mối liên hệ thực tế với cuộc đời. Cứ bám vào sách vở, cứ bám vào lý thuyết, bám vào cái cứng nhắc thì nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả, mà đòi hỏi con người phải linh hoạt. Cái vỡ ra trong đầu của đầu đấy tức là ngộ ra những nghịch lý của cuộc sống. Cuộc sống rất nhiều những điều bất ngờ, nghịch lý, không nên nhìn nhận nó một cách đơn giản được. Ví dụ như đây chẳng hạn, cái nhìn ban đầu của đầu đơn giản là cứ cho người đàn bà hàng chài này ly si hôn là xong. Nhưng khi nghe câu chuyện rồi ta thấy nó không hề đơn giản như vậy. Cuộc sống đầy rẫy những nghịch lý. Và cái ngộ ra thứ hai ở đây, như thầy vừa nói, thiện chí. Cái thiện chí muốn giúp đỡ người đàn bà hàng chài đấy, nhưng cái thiện chí đó lại kết hợp với cái kiến thức sách vở, thì nó không giải thoát được những cảnh đời đau khổ. Anh có thiện chí, anh có lòng tốt, nhưng cái thiện chí lòng tốt đó đặt không đúng chỗ, áp dụng một cách máy móc rập khuôn, thì cái việc áp dụng một cách máy móc rập khuôn như vậy nó không giúp những cảnh đời đau khổ thoát khỏi bi kịch, mà biết đâu đó lại càng đẩy họ lấn sâu hơn vào bi kịch. Sau câu chuyện của người đàn bà hàng chài, đột nhận ra điều đó, nhận ra nghịch lý cuộc sống, nhận ra được cái thiện chí và kiến thức sách vở thì không giải thoát được những cảnh đời đau khổ. Đôi khi phải căn cứ cả vào thực tế nữa. Mà bây giờ ta vừa nghe cái câu đấy, vừa thấu tình mà phải vừa đặt lý đấy. Đấy là đầu. Còn đối với Phùng thì sao? Sau cái câu chuyện của người đàn bà hàng chài, Phùng suy nghĩ cái tình thương con cũng như sự, cũng như cái nỗi đau, cũng như cái sự thâm trầm trong việc thấu hiểu lẽ đời, hình như mụ chẳng bao giờ để lộ ra bề ngoài, cố gắng che đậy. Phùng nghĩ đây không phải một người đàn bà đơn giản nữa, không phải là một người đàn bà thô kệch nhận thức một cách đơn giản, mà là một người thấu hiểu lẽ đời. Chính mình mới là người nhận thức một cách đơn giản. Nên ta thấy đối với Phùng, trước hết anh nhận thấy phải nhìn vào bản chất thật của cuộc sống, không nên nhìn một cách xa vời. Những cái nhân vật góp phần làm nên cái bức ảnh tuyệt đẹp mà anh chụp được vào cái buổi sáng, một bức ảnh, một cảnh đã trời cho, một cái khoảnh khắc trong người của tâm hồn này, ban đầu đó là khi nhìn từ xa. Còn muốn đánh giá hiện thực cuộc sống, hiện ra cảm xúc cái nền đẹp đó, thì không nên nhìn xa, mà phải nhìn gần, nhìn thẳng vào bản chất của cuộc sống, nhìn nhận cuộc sống và nhìn đa chiều như vậy. Đấy. Rồi, không nên nhìn đời, nhìn người phiến diện một chiều. Nhìn đời, nhìn người phiến diện một chiều, cái này nó rất dễ dẫn đến việc chúng ta nhận xét đánh giá sai. Như thầy đã từng nói các bạn đấy, khi thầy đi tập huấn ở Sầm Sơn, chứng kiến một cô gái rất xinh đẹp bước vào trong quán cà phê, ai cũng ngước mắt nhìn cả, xinh đẹp lắm, đấy, cuốn hút lắm. Đấy. Đứng trước cái đẹp thì ai cũng rung động bối rối cả, đấy, ta thấy như vậy. Nhưng cũng với con gái đó, buổi chiều thầy lại gặp một cái cảnh nó hơi khác một chút, đó là cô chích ma túy trong một cái hẻm. Vậy thì rõ ràng là nếu như nhìn nhận đánh giá bên ngoài, ở cô đấy đẹp chắc là phải con gái một nhà có điều kiện, được giáo dục tử tế. Nhưng ai biết được đằng sau đó cô lại một mình là sống cuộc sống nó hơi buông thả. Ví dụ như vậy, cái câu chuyện thầy đã từng kể với chúng ta. Vậy nhìn đời, nhìn người thì không nên nhìn phiến diện một chiều, mà phải nhìn nó trong cái nhìn đa chiều. Đấy. Và phần cuối của tác phẩm ta thấy nhiều năm sau, người ta vẫn còn treo trong nhà cái bức ảnh thuyền và biển mà nghệ sĩ Phùng đã chụp. Cái bức ảnh thuyền và biển đó chỉ là một bức ảnh đen trắng thôi,
Nhưng khi nghệ sĩ Phùng nhìn vào bức ảnh đen trắng mà mình chụp đó, thì lại hiện lên cái màu hồng của ánh sương mai. Cái dụng ý đằng sau bức ảnh đen trắng mà nhìn kỹ vào đó lại hiện lên cái màu hồng của ánh sương mai, lại thấy những nhân vật chính đó là người đàn ông, người đàn bà bước ra từ cái bức tranh của mình. Vậy thì nhìn nhận thấy người đàn ông, người đàn bà bước ra từ bức tranh của mình, nhìn những cái màu hồng của ánh sương mai đằng sau bức ảnh đen trắng cảnh chụp cảnh thuyền vào biển như vậy, ta thấy một điểm nữa, đó là nghệ thuật chân chính không bao giờ được rời xa cuộc đời. Nghệ thuật chân chính phải bám sát vào cuộc đời. Chỉ khi bám sát vào cuộc đời, tác phẩm nghệ thuật đó mới có sức sống, mới tồn tại lâu bền được trong cái tâm thức của những người yêu nghệ thuật. Nghệ thuật không bao giờ được phép rời xa cuộc đời. Vậy, đấy là quan niệm nghệ thuật của nghệ sĩ Phùng. Nhưng đồng thời, nó cũng là quan niệm nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Vậy, Nguyễn Minh Châu thể hiện cái quan điểm nghệ thuật của mình như thế nào trong chiếc thuyền ngoài xa? Các em lưu ý, quan điểm nghệ thuật của nhà văn thể hiện trước hết ở chỗ người nghệ sĩ thì không đơn giản cái nhìn đời, nhìn người. Đã là người nghệ sĩ, người nhà văn cầm bút sáng tác thì cái nhìn nhận cuộc đời, nhìn nhận con người thì không nên nhìn nó một cách đơn giản. Phải lục tung, phải đào bới, phải khám phá ở nhiều góc độ. Và nói như nhà văn Nam Cao đã từng nói, văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài khuôn mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, biết khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Bản chất của văn chương là sáng tạo. Ở đây, quan điểm của nhà văn Nguyễn Minh Châu cũng có nét tương đồng với quan điểm của nhà văn Nam Cao trước đây. Người nghệ sĩ không nên nhìn một cách đơn giản cuộc đời, mà phải tìm tòi để nhìn thấy nhiều cái ẩn dấu đằng sau của cuộc đời đó. Cái thứ hai, văn học là phải quan tâm đến số phận con người. Sứ mệnh của văn chương, nhiệm vụ của văn chương là phản ánh cuộc sống, phải quan tâm đến con người. Lại cũng cái này, tắt lấy cái điểm này là cũng giống cái quan niệm của nhà văn Nam Cao, là một tác phẩm văn chương có giá trị thực sự đấy là cái văn chương nó phải ca ngợi tình thương, sự bác ái, công bình và phải làm cho người gần người hơn. Văn chương phải quan tâm đến số phận con người. Văn chương không đơn thuần là nghệ thuật, bởi nghệ thuật luôn luôn là ánh sáng lửa rồi. Đấy là cái điểm thứ hai trong quan niệm nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Và cái thứ ba, văn học phải phản ánh chân thật cuộc đời. Văn học phải phản ánh chân thật cuộc đời, coi trọng cái giá trị hiện thực, cái chất hiện thực. Đừng vì một lý do nào đó mà viết sai và phản ánh một cách không chân thực. Ngay trong văn bản này ta cũng thấy thôi, chiếc thuyền ngoài xa là chiếc thuyền của nghệ thuật. Nghệ thuật chỉ đến khi chúng ta có một khoảng cách nhất định để rồi nhìn nó mà không thấy được cái bản chất bên trong. Còn khi chiếc thuyền đó trở về gần thì không còn là chiếc thuyền nghệ thuật nữa, mà đấy là hiện thực cuộc sống. Văn học và hiện thực phải luôn luôn có mối quan hệ khăng khít. Nhiệm vụ của văn học là phải phản ánh chân thật cuộc đời. Đấy là quan điểm nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu, phát biểu thông qua cách nhìn của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa, đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng. Chúng ta đi vào phần tiểu thuyết. Vậy, từ cái câu chuyện của người đàn bà hàng trải ở tòa án huyện, cho ta thấy cái tình huống chuyện ở đây đã đẩy lên đến cao trào, để rồi từ đó phát hiện ra tính cách con người và sự thật của cuộc đời. Từ cái câu chuyện của tòa án, cái nhiệt tình ban đầu của Đầu và Phùng, rồi cái sự vỡ ra trong đầu của cả Đầu và Phùng, cho ta thấy từ cái tình huống khi đẩy lên cao trào như vậy thì phát hiện được cái tính cách con người và sự thật của cuộc đời. Và ẩn đằng sau câu chuyện là cả một nỗi suy tư của một trái tim nhân hậu, sự trân trọng, cái hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn người lao động vất vả, lam lũ. Cái thứ hai là ẩn hiện trong câu chuyện là nỗi suy tư của một trái tim nhân hậu, sự trân trọng, cái hạt ngọc ẩn sâu trong tâm hồn người lao động lam lũ vất vả. Chúng ta sang phần ba lớn, tổng kết. Thì có một số điểm như sau ta cần lưu ý. Trước hết là về nghệ thuật, nhà văn đã xây dựng được ở trong tác phẩm của mình một tình huống truyện độc đáo. Xây dựng được một tình huống truyện độc đáo
Và cái tình truyện phóng truyện độc đáo đây ta biết rồi, tức là cái tình huống nghệ sĩ Phùng phát hiện thấy cái vẻ đẹp cảnh đã trở cho, rồi từ cái phát hiện cảnh đã trở cho như vậy lại nhìn nhận thấy cái thứ hai, đó là cái hiện thực cuộc sống hiện lên. Ta thấy đó là cái cảnh đẹp trở cho, và đối lập với cảnh đẹp trở cho đó chính là cái cuộc đời đầy nghiệt ngã, tình huống độc đáo. Thằng Pháp thì bênh mẹ nó, và vì bênh mẹ nó dẫn đến cái nghịch lý đó là đánh bố. Rồi người đàn bà lại từ chối ly hôn với người chồng phũ phu. Đáng lẽ trong độ thế bây giờ chúng ta thấy là cứ hơi một chút là chúng ta đưa ra tòa ly hôn. Và các em biết ly hôn xong rồi, cái bi kịch nó không đến với người vợ, người chồng nữa, mà cái bi kịch nó đến với các con thiếu thốn tình thương. Đấy, vậy thì từ cái tình huống chuyện độc đáo ở đây cho ta thấy nhà văn khám phá và phát hiện ra cái hiện thực đời sống. Hiện thực đời sống đầy rẫy những trái ngang, đầy rẫy những điều khó hiểu, mà đòi hỏi phải tìm hiểu nó, phải quan tâm đến nó, có trách nhiệm với nó, thì người nghệ sĩ mới có thể phát hiện thấy được. Trước hết đã xây dựng được một tình huống truyện độc đáo. Cái thứ hai, ngôn ngữ trong chiếc thuyền ngoài xa là ngôn ngữ giàu tính nghệ thuật. Giọng điệu ở đây thì giọng điệu trần thuật đa dạng. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba, ngôi thứ hai, có cả. Giọng điệu thì đa dạng, lúc thì kể, lúc thì tả. Về nội dung, trước hết nó thể hiện một cái bài học về cách nhìn đời và nhìn người. Không nên nhìn đời, nhìn người một cách đơn giản, mà phải nhìn đời, nhìn người một cách đa diện, nhiều chiều. Cái thứ hai là phát hiện được cái bản chất thật đằng sau vẻ đẹp bên ngoài. Muốn khám phá cuộc sống, muốn nhìn nhận cuộc sống một cách chân thực thì phải khám phá ở nhiều chiều. Chỉ khám phá ở nhiều chiều thì mới phát hiện thấy cái bản chất thật đằng sau cái vẻ đẹp bề ngoài. Hai nhỏ là về số phận của người phụ nữ lao động nghèo. Ở đây ta thấy cái số phận của người phụ nữ lao động nghèo được thể hiện rất rõ qua thân phận người đàn bà hàng chài, nhìn nhận và đồng cảm với họ. Đấy là cái thứ hai đề cập đến ở cái cạnh nội dung. Và cái cạnh thứ ba đó là cái quan điểm nghệ thuật. Từ đó là quan điểm nghệ thuật. Quan điểm nghệ thuật thì có ba cái điểm thầy vừa nhắc chúng ta từ trước. Vậy thì ở cái bài này chúng ta cần lưu ý ở cả hai cái cạnh nội dung và nghệ thuật. Nội dung, ba nội dung, nghệ thuật cũng có ba điểm chúng ta lưu ý. Và bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại nội dung toàn bộ cái bài giảng hôm nay để các em có một cái nhìn khái quát. Và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.